Salon ô tô Fan Hải Dương xin kính chào quý khách. Xin giới thiệu toàn thể quý khách hàng, đây là một chiếc Toyota Altis phiên bản 1.8 số tự động sản xuất 2010. Xe tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu. Ngoại thất trên xe là màu đen. Xe cam kết không đâm xô, không tai nạn. Máy không ngập nước, không thủy kích. Keo chỉ nguyên zin. Chiếc xe này đang được Salon ô tô Fan Hải Dương bán ra với giá là 448 triệu, bao rút hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc. Chiếc xe này mới được thay nguyên một dàn lốp mới rồi, la răng cũng còn khá là mới, một dàn lốp mới nguyên, xi nhan tích hợp trên gương xe khá là mới. Nội thất bên trong xe còn rất là mới đây. Trang bị màn hình điều hòa tự động, gương kính chỉnh điện, cục điện. Corolla Altis 1.8 số tự động thì tiêu hao nhiên liệu khoảng tầm 8-9 lít xăng trên 100 km. Đường hỗn hợp. Corolla Altis là một trong những mẫu xe nằm cùng phân khúc với lại Honda Civic, Hyundai Elantra, Kia Stato. Xe này thì đi rất là bền và được rất là nhiều khách hàng ưa chuộng. Chiếc xe này mới lấy về và đã được dọn nội thất, đánh bóng toàn bộ thân xe rồi. Lốp mới thay nguyên một dàn lốp mới. DVD, điều hòa rất là mát.
nhắc lại một lần nữa thông tin về chiếc xe này. Đây là chiếc Toyota Altis đời 2010 số tự động bản 1.8. Anh chị nào đang muốn mua chiếc xe này thì cứ liên hệ trực tiếp với số hotline 0978 607 555 hoặc 0941 337 88 kết nối Zalo Facebook, hoặc đến xem xe tại địa chỉ số nhà 100.5 đường Trường Chinh, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương.